nâng đôi tay thượng đế vẽ lên bầu trời an bình, cùng mang yêu thương đến cho muôn loài nghe ấm áp tiếng chuông từ bi. Hơn 10 năm qua, mang hồng ân gia hộ từ Thượng Đế Tối Cao, Phật Tổ Từ Bi, Gururuma, đấng cứu thế của nhân loại thế kỷ 21, đã ban tặng cho chúng sanh vô vàn ân điển tình thương cao quý. Ánh sáng từ bi bất diệt của vị minh sư tại thế đã mang đến cho muôn sinh cuộc sống tâm linh tràn đầy bình an và phúc lạc, làm giảm thiểu nỗi đau của hàng vạn sinh linh do nghiệp lực thiên tai quấy nhiễu cuộc sống an lành của họ. Cùng nhìn lại năm 2017 vừa qua, chúng sanh thế kỷ 21 đã thực sự được sống với niềm hạnh phúc hân hoan trong đại dương ân điển tình thương từ Gururuma tôn kính. 1. 2017 là năm được Gururuma ân điển, cho ra đời số lượng lớn ấn phẩm, kinh sách với những lời chân lý vô thượng, những thiên cơ nhiệm màu chứa chan công đức tu hành đời đời kiếp kiếp của vị ân sư tôn kính. Đặc biệt là ba kỳ đại nhạc hội tâm linh cao quý, mùa xuân hoàng kim được tổ chức ngày 25 tháng 1, 2017 tại thiền đường Campuchia. Sông Ranh hoàng kim được tổ chức ngày 16 tháng 4 năm 2017 tại thiền đường Lào. Và Trung thu hoàng kim được tổ chức ngày 30 tháng 9 năm 2017 tại thiền đường Campuchia. Ba kỳ đại nhạc hội với những tác phẩm âm nhạc và nghệ thuật vô giá được xây dựng trên những thi phẩm của Gururuma đã mang thông điệp Thượng Đế, Phật, Bồ Tát gửi tới chúng sanh, mở ra một kỷ nguyên hoàng kim cho nhân loại thế kỷ 21. Hai. 2017 là năm đầu tiên Gururuma đã ân điển khai mở khóa tu xuất gia 7 ngày cho những thiền sinh khát khao được trở thành người xuất gia của minh sư tại thế, lập nên tăng đoàn Mantraruma, song hành cùng tăng đoàn chánh pháp Hoàng Kim Samta của Gururuma trên hành trình hộ trì minh sư Hoằng Dương chánh pháp. Ba. 2017 là năm đặc biệt. Gururuma đã ban tặng cho thế giới loài người, cho đất nước Việt Nam, cho những thiền sinh diệu âm ngôi bảo tháp Ruma chứa chan công đức tu hành đời đời kiếp kiếp và lực lượng tình thương bác ái thánh thiện của Đức Thế Tôn thế kỷ 21. Khai mới trang sử tâm linh của thế giới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình thăng hoa tâm linh của các thiền sinh diệu âm. 4. 2017 cũng là năm Gururuma đã từ bi khai mở 6 khóa bế quan thiêng liêng cho nhân loại, cho những người tu hành chánh pháp trong thời đại mạt pháp. Khóa bế quan lần thứ 37 được tổ chức tại thiền đường Campuchia nhân dịp Tết Nguyên Đán 2017. Khóa bế quan lần thứ 38 được tổ chức tại Resort Club Lapska Skochovoy, thủ đô Praha, tiếp khắc vào tháng 5 năm 2017. Khóa bế quan lần thứ 39 được tổ chức tại khách sạn Floral Breeze Hotel, thủ đô Yangon, Myanmar vào tháng 6 năm 2017.
khóa bế quan lần thứ 40 được tổ chức tại Resort Southern Palm B&B, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2017. Khóa bế quan lần thứ 41 được tổ chức tại Thiền đường Campuchia nhân dịp Tết Trung Thu 2017. Khóa bế quan thiêng liêng của Guru Ruma cùng tăng đoàn chánh pháp Hoàng Kim Samta Ruma tại Thiền đường Campuchia vào tháng 10 năm 2017. Thương cho muôn sinh đau khổ lầm lạc, xót cho nhân loại phải giận mình trước những nghiệp lực thiên tai, Guru Ruma thà ôm trọn những nghiệp chướng đó, gánh vác những điều bất hạnh cho tất cả chúng sanh. Mỗi khóa bế quan, Ngài đã tự mình gánh chịu tất cả nghiệp chướng, đau khổ cho các học trò, mang đến cho họ sự an bình, yên vui trong những giây phút thiền định. Chưa kết thúc một năm, nhưng Guru Ruma đã tổ chức 6 khóa bế quan cho các học trò mọi quốc gia theo ngày tu học tại Thái Lan, Campuchia, châu Âu và châu Mỹ. Đây là điều mà các vị minh sư quá khứ cũng hiếm khi làm. Những ngày cuối năm 2017, Guru Ruma đã từ bi ban cho thiền sinh Diệu Âm và quý mộ đạo khắp nơi trên toàn thế giới ân điển thiêng liêng, khai mở khóa bế quan lần thứ 42 vào mùa Giáng sinh Hoàng Kim tại thiền đường Chiang Mai, Thái Lan với tên gọi lễ bế quan Rama Bujirandi. Một mùa Giáng sinh nữa lại về, người người nhà nhà khắp nơi trên thế giới đều háo hức tất bật chuẩn bị trang hoàng nhà cửa để chào đón một mùa Noel ấm cúng và vui tươi. Các thiền sinh Diệu Âm khắp nơi trên thế giới, từ Hoa Kỳ, Lào, Thái Lan, Nga, Đức, Ấn Độ, Đài Loan, Campuchia và Việt Nam thật may mắn được tề tựu về thiền đường Chiang Mai, Vương quốc Thái Lan. Quây quần bên nhau đón mùa Giáng sinh an lành 2017 với ân điển được tham dự khóa bế quan Rama Bujirandi thiêng liêng của Guru Ruma, được hòa mình trong biển ánh sáng tình thương của Đấng Cha Trời. Gần 3 năm rồi, thiền sinh Diệu Âm mới có cơ hội được cùng vị ân sư của mình đón một mùa Giáng sinh an lạc, hưởng không khí lạnh Noel trong tiết trời mùa đông tại thiền đường Chiang Mai. Vừa đến cổng thiền đường Chiang Mai, tất cả thiền sinh dường như vỡ hòa trong niềm hạnh phúc bởi sự đón tiếp, hướng dẫn nồng nhiệt, sự giúp đỡ ân cần của các sư huynh xuất gia. Đi sâu vào bên trong, niềm sung sướng của họ càng được nhân lên gấp bội. Mọi người cảm thấy an nhiên trước khung cảnh thiền đường Chiang Mai yên bình trong lớp sương mù quyền ảo của vùng núi cao. Dù tiết trời thời điểm này tại Chiang Mai vô cùng lạnh, nhưng mọi người đều cảm thấy tình yêu thương ấm áp của Guru Ruma đang bao phủ cả khung cảnh thiền đường. Khi đi trên đường từ ở nhà ra đi và trên đường mặc dù là có những trục trặc do xe cộ nhưng mọi người cả trong đoàn này đều là vui vẻ và phấn khởi và chỉ mong được đến với bố thôi ạ. Lúc nào cũng câu mong được đến với bố ạ. Rất mong muốn và đến đây rất là vui ạ. Và gặp rất vui ạ. Chúng con rất là xúc động và suốt ngày chúng con nghĩ đến minh sư mà có một việc quan trọng nhất con muốn kể cho mọi người nghe là có một cái vi diệu vô cùng của ngày hôm nay chúng con gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà không thể nào tưởng tượng nổi cái vi diệu như thế. Tức là cả 100 người không cần phải nhìn mặt ai, đóng cốp hết cả 100 người và chúng con lên xe. Không bao giờ nhìn mặt một người nào hết. Ôi giời, chúng con sung sướng vô cùng. Chúng con cứ cười và ôi giời, đúng là một điều vi diệu mà chưa bao giờ chúng con thấy. Chưa bao giờ có, chúng con sung sướng lắm. Nếu không có bố thì nếu không có minh sư, không có người cha tâm linh vĩ đại thì không bao giờ chúng con lại được như vậy. Chúng con vô cùng sung sướng, cảm ơn minh sư, cảm ơn tất cả các sư huynh hôm nay đã đón tiếp chúng con. Chúng con không có lời nào để tả nổi cái nỗi vui mừng và sung sướng của chúng con. Cho nên là thôi, còn chúng con cảm ơn sư minh sư, cảm ơn người cha tâm linh vĩ đại của chúng con. Nam mô minh sư Du Ma. Cảm ơn minh sư chúng ta. Om Du Ma. Om Du Ma.
Om Ru Ma. Và hôm nay là mặc dù tuyến đường đi là cũng hơi dài, nhưng mà hai đêm liền phải ngủ lại ở hai cửa khẩu. Nhưng chúng em vẫn có một lòng thành là đến với sư phụ và đến với các sư huynh. Và hôm nay là thực sự ra là đoạn đường mặc dù các cô, các chú và các cô là rất là say xe và rất là mệt mỏi. Thế nhưng mà thực sự đến đây nhìn thấy cô Lào với cô là mặt rất là tươi tỉnh với đến với sư phụ, đâm ra là cảm thấy thực sự là trong lòng cảm thấy là rất là hạnh phúc. Và xin cảm ơn các sư huynh đã đến để đón tiếp bọn em, là rất là tất cả các thiền sinh là cảm thấy là cũng không biết nói thế nào được cả, thực sự là cũng hơi run. Thế nhưng mà rất là cảm thấy rất là vui mà cảm thấy có một cái gì rất là ấm lòng ạ. Đấy. Rồi, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn sư huynh. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Tôi tên là Phú Đình Thiết, tôi đến từ Hòa Bình. Chuyến đi này là tôi lần đầu tiên tôi sang Thái Lan. Và một cái chuyến đi cũng đầy hứng thú đối với tôi. Mặc dù là gần 3 ngày, có nghĩa gần 3 ngày 3 đêm, nhưng mà chuyến đi tất cả mọi người trên xe tôi thấy là rất tuyệt vời, ở cái chỗ là mọi người hết sức là quyết tâm và cũng là đoàn kết, cảm thấy rất vui vẻ. Mặc dù rất khó khăn như vậy, nhưng mà mọi người vẫn cứ nhiệt tình và nhẫn lại, chờ đợi. Cũng nhờ cái ân điển của Minh Sư Ru Ma mà chúng tôi có những cái trải nghiệm và cái khảo nghiệm đấy, chúng tôi là những bài học trên quá trình chúng tôi đi tu hành. Rất xin cảm ơn Minh Sư Ru Ma cùng các sư huynh. Chúng con lên đây với một chuyến xe là đầy một sự hồ hởi, phấn khởi, vui tươi. Chúng con lên xe thì mặc dù trên chặng đường đi rất là vất vả, gian nan, chị em về sức khỏe thì cũng là yếu. Nhưng quá trình đi đến nơi thì lại mọi người được khỏe ra, trẻ, vui tươi, hỗ trợ bên nhau. Và chúng con luôn tràn ngập niềm tin, dần dần tất cả những trải nghiệm mà chúng con đã trải qua là những bài học mà đưa chúng con vượt qua tất cả đến đoạn đường đục ngã an toàn nhất, mà được sự đón tiếp nồng nhiệt của các sư huynh. Chúng con vô cùng phấn khởi. Và cũng qua đây biết rằng là qua quá trình đi hành đạo mà gặp được Minh Sư, chị em chúng con luôn luôn hỗ trợ bên nhau và có sự đoàn kết nhất trí để cùng nhau trên con đường tâm linh đạt được kết quả tốt. Chúng con cảm ơn Minh Sư. Cảm ơn tất cả. Em xin chào sư nhỉ. Em đến từ đoàn Thanh Hóa, đi cùng với Hà Nội ạ. Hôm nay trên chặng đường về đến đây thì mọi người rất là háo hức. Và khi được về đến đây thì không còn cảm giác lại như nữa, mà cảm giác rất là sung sướng. Được về thiên đường, em cảm ơn sư anh ạ. Em tên là Thảo ạ. Bọn em đến đây thì nhìn thấy mọi người và sư anh ở đây thì là rất là vui vẻ và đã quên hết cái sự mệt mỏi và quên hết cả một ngày trời bị delay ở cửa khẩu ạ. Tại vì dù có mọi khó khăn gian nan, nhưng mà khi đến nhìn thấy thiền đường và các sư huynh và các đồng tu, mọi người rất là hăng hái và vui vẻ nên bọn em quên hết mệt mỏi rồi ạ. Tôi tên là Mai Hồng Thanh, tôi ở quận Bình Thạnh của thành phố Hồ Chí Minh. Chú biết được Minh Sư được bao lâu rồi và chú thọ tâm bắn được bao lâu rồi ạ? Tôi biết được Minh Sư qua một người bạn đồng tu giới thiệu. Và sau đó tôi đã xem băng đĩa những kinh của sư phụ. Thì thật sự tôi thấy đến với cái pháp, với căn nhà diệu âm rất là một cái quý giá. Vì trước đây tôi không bao giờ, tôi nghĩ là mình phải ăn chay. Nhưng mà khi mà đến với pháp sư phụ, khi tôi đã thọ tâm ấn rồi thì tôi cảm thấy rằng tôi ăn chay rất là nhẹ nhàng và ăn chay một cách phải nói là cái tâm mình cởi mở, lòng mình rất là cởi mở. Và khi tôi đi dự thiền thất vừa rồi ở thiền đường Campuchia thì tôi mới chứng kiến được những cái quan cảnh và đặc biệt là tôi gặp tận mặt Minh Sư Ru Ma. Và Minh Sư Ru Ma thuyết giảng và cho tôi những cái gì mà phải nói là về Phật Pháp. Tôi đã cảm nhận được Phật Pháp, đến với Phật Pháp, đến với căn nhà diệu âm. Và lòng tôi cảm thấy rằng nhẹ nhàng, một vị là Minh Sư tại thế đến với thế kỷ 21 này để truyền lại cho tất cả những người dân Việt Nam nói chung, nói riêng là những người dân trên toàn thế giới này. Công việc mình thì làm
một công ty cho nhà nước. Và sau đó đến với pháp môn của Minh Sư Roma, tôi cảm nhận rằng tôi có một cái tinh thần rất là hăng say làm việc. Thì hôm nay là coi như lần đầu tiên tôi đến với thiền thất của Vương quốc Thái Lan. Thì thiền đường ở đây, tôi mới vừa xuống xe, tôi mới vừa đặt chân xuống tại thiền đường ở Thái Lan, thì tôi cảm thấy rằng các sư huynh, các hộ pháp rất là nhiệt tình, rất là nồng nhiệt, nồng hậu để mà đón tiếp tôi cũng như là các thiền sinh ở Việt Nam vừa mới đặt chân đến đây. Thì quang cảnh ở đây là thật sự như là một cái khu rất là tuyệt vời, mát mẻ, rất là sạch sẽ. Những cái quang cảnh mà Minh Sư và các sư huynh đã bao nhiêu ngày dày công để gây dựng lên cho chúng tôi được cái quang cảnh này, thật sự tôi rất là hạnh phúc. Cảm ơn chương trình, cảm ơn Minh Sư Roma, cảm ơn các huynh ở đây rất là nhiệt tình cho tôi, tạo điều kiện cho tôi có buổi phỏng vấn hôm nay. Không khí dù mặc dù lạnh nhưng mà tôi cảm thấy rằng hiện nay tôi không mặc áo ấm, tôi cảm thấy là rất là có một cái tình cảm ấm áp đối với ngôi già nhiều âm của chúng ta. Xin cảm ơn chú. Dạ dạ dạ. Để mang lại những điều tuyệt vời cho các thiền sinh khi đến thiền đường Chiang Mai, từ những ngày trước đó, Guru Roma đã cùng các đệ tử xuất gia miệt mài, tất bật chuẩn bị cơ sở vật chất. Mọi thứ từ những điều nhỏ nhặt nhất cũng được Ngài quan tâm để phục vụ cho các thiền sinh đến tham dự khóa thiền. Ngày nào cũng thế, từ tờ mờ sáng, Guru Roma đã thức dậy thật sớm, chạy bộ cùng các đệ tử xuất gia. Ngài muốn chúng tôi rèn luyện sức khỏe thật tốt, tăng cường thể lực và sức đề kháng để chuẩn bị cho những ngày bế quan sắp tới. Sau đó, Ngài tự tay chuẩn bị thực phẩm, nấu bữa sáng cho chúng tôi để các đệ tử của Ngài có đủ năng lượng bắt tay vào công việc của một ngày mới. Hầu như Guru không bỏ sót bất kỳ công việc nào trong thiền đường, luôn quan sát tỉ mỉ từng góc cạnh, nhắc nhở và hướng dẫn cho các học trò xuất gia hoàn thiện công việc một cách hoàn hảo nhất. Bắt đầu một ngày mới, Guru đi dạo một vòng thiền đường, coi sóc công việc của từng bộ phận, nhắc nhở các học trò từ trong bếp ra đến ngoài sân, ngoài cổng phải giữ vệ sinh môi trường, coi sóc và trang trí nơi ở cho các thiền sinh thật đẹp, thật ngăn nắp. Hầu hết thời giờ trong ngày Guru dành cho các học trò và cho những công việc chuẩn bị khóa bế quan. Ngày nào cũng vậy, Guru đều thức qua canh khuya để làm việc, trang trí quang cảnh cho thiền đường thêm xinh đẹp.
thức khuya với các đệ tử xuất gia để đón những đoàn thiền sinh đến muộn. Khi các thiền sinh vừa đến thiền đường, Guru ân cần phát cho họ những chiếc bánh nóng hổi do chính ngài tự tay làm. Cầm chiếc bánh trên tay, các thiền sinh hạnh phúc và cảm thấy ấm lòng với tình thương của Guru. Được tận mắt chứng kiến những hình ảnh này, chúng tôi đều vô cùng xúc động trước sự hy sinh và lòng yêu thương vô hạn của ngài dành cho chúng sanh. Sau khi đã ổn định chỗ ăn ở, buổi sáng ngày 25 tháng 12 năm 2017, tất cả các thiền sinh khoác trên mình bộ thiền phục màu trắng thanh khiết, quy tụ về ngôi chánh điện, tham dự buổi lễ khai mạc khóa bế quan Om Ramabuchi Randi thiêng liêng. Khác với mọi năm, ngôi chánh điện lần này được chính tay Guru Ruma trang hoàng với hương sắc xinh đẹp của nhiều loại hoa phong lan. Những cành hoa đủ màu sắc xinh tươi như điểm tô cho ngôi chánh điện càng thêm oai nghiêm và lộng lẫy. Cả ngôi chánh điện trền gian tiếng niệm chú Om Ruma, linh thiêng từ lòng thành của 1000 thiền sinh đang hiện diện. Tiếng niệm Om Ruma là sự cộng hưởng niềm hạnh phúc được dở hòa khi những thiền sinh đã vẹn tròn công đức, tham dự một khóa bế quan thiêng liêng trong thời điểm giao mùa 2017-2018. Guru Ruma quang lâm chánh điện với bộ y phục màu cam nguyên thủy. Ngài bước đi khoan dung giữa hai hàng đệ tử xuất gia Mantra Ruma và các thiền sinh diệu âm. Tiến lên khán đài, Guru Ruma hướng mắt về các thiền sinh và nở nụ cười nồng ấm từ trái tim từ bi ấm áp của đấng giác ngộ toàn giác toàn năng.
Không biết do ngẫu nhiên hay do sự sắp đặt của đấng tối thượng, ngày khai mạc khóa bế quan cũng là ngày cơn bão Tembin tấn công các tỉnh vùng Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Đồng bào nơi đây đang đứng trước sự đe dọa khủng khiếp của cơn bão số 16 trong năm 2017 này. Cơn bão Tembin với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, tương đương với sự nguy hiểm của cơn bão Linda kinh hoàng từng xảy ra năm 1997. Trước đó, cơn bão kinh hoàng này đã đi qua những nước Đông Nam Á khác, cướp đi tính mạng của hàng trăm sinh linh vô tội tại Philippines, Indonesia. Nếu như Guru Ruma và tăng đoàn chánh pháp Hoàng Kim của Ngài không có những cuộc bế quan thiền định, cầu nguyện Thượng Đế cứu thế giới này, thì chúng sanh sẽ ra sao? Sự sống của nhân loại sẽ đi về đâu? Và trái đất này sẽ còn bị những thảm họa tang thương như thế nào nữa? Xót thương vô tận cho những đồng bào tại quê nhà đang phải quằn mình trước cơn siêu bão, Guru Ruma cùng tất cả học trò đồng lòng hướng về đấng thiêng liêng, cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho chúng sanh quê hương Việt Nam. Ok, sư phụ cùng với quý vị và những người xuất gia trong thế kỷ 21 này và tất cả thiền sinh khắp nơi trên thế giới, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho thế giới qua vùng Đông Nam Á này trong thập niên nhiều khó khăn và khắc nghiệt. Cầu xin đấng thiêng liêng của càn khôn vũ trụ xin ban phước lành, hóa giải những nghiệp chướng cho muôn loài chúng sinh, hóa giải tất cả những sự thiên tai đến với con người, hóa giải những sự thù hận đời đời kiếp kiếp của con người vì lòng sân si ô mê mà tạo thành. Tới bây giờ tất cả chúng sinh trong hậu lai phải gánh chịu tất cả những sự khổ ải của sự vô minh của loài người đời trước gây ra. Đời này tất cả chúng sanh phải gánh trả. Con Ruma khẩn nguyện đấng cha trời, Phật tổ từ bi, Quan Âm cứu khổ cứu nạn, mở khóa thiền thất, ban tình yêu thương và lực lượng thiêng liêng của tất cả những người khao khát bước vào con đường tu hành một đời giải thoát, hy sinh tất cả những cuộc sống riêng tư và thời gian ở kiếp sống làm người, quy tụ về đây để tham thiền nhập định, cầu nguyện cho đấng thiêng liêng của càn khôn vũ trụ xin ban một phước lành, xin ban một ân huệ để hóa đi, hóa giải tất cả những nghiệp chướng và những tai ương gây đến cho loài người trong thế kỷ 21 này. Con Ruma một lần nữa xin đem công đức đời đời kiếp kiếp của mình hồi hướng cho muôn loài chúng sinh, dùng tình thương yêu và công đức này xin hóa giải những nghiệp chướng mà chúng sanh đã gây ra. Om Om Om. Sư phụ cùng với tất cả mọi người có mặt trong hội trường cùng nhau đồng thanh cầu khẩn đấng thiêng liêng của càn khôn vũ trụ xin xoa dịu đi những cơn phẫn nộ của nghiệp chướng hủy hoại cuộc sống của loài người.
tiếng chuông linh thiêng ngân vang thống thiết lời thỉnh cầu lên bầu trời. Cầu xin Thượng Đế gửi dòng thánh âm vô thượng từ thiên đàng đến với những con chiên diệu âm đang quỳ gối trước đấng cha trời. Tiếng chuông ngân vang hòa cùng tiếng niệm chú của Guru Ruma đã đi sâu vào tâm thức của các thiền sinh. Tất cả cùng chắp tay thành tâm, dâng trọn tấm lòng thành lên vị ân sư tôn kính, cầu nguyện cho thế giới này không còn thiên tai, nghiệp lực. Kết thúc nghi thức cầu nguyện thiêng liêng, hướng về tất cả các học trò, Guru Ruma ân cần chia sẻ. Năm 2017, tất cả chúng sinh đã hứng chịu không ít những sự khắc nghiệt và những nghiệp chướng hoành hành trong thế giới con người, tàn phá đi những sự thiết và cuộc sống của loài người. Đây cũng là một bài học, cũng là sự nhắc nhở cho mọi con người chúng ta trên thế gian này. Với cuộc sống vô thường, tuy trong cái bất hạnh, trong cái khổ, cũng là một cái nhắc nhở của Phật Bồ Tát, của Thượng Đế, để đánh thức loài người hướng về bên trong. Sư phụ biết đây cũng là một cái sự mất mát, sợ hãi của tất cả chúng sanh trong thế kỷ này. Ta không có gì hơn, chỉ dùng công đức tu hành, dùng lực lượng từ bi, đời đời kiếp kiếp, dùng tình thương để soi dịu đi những cơn phẫn nộ của nghiệp chướng càn quét và hủy hoại trong thế giới con người. Thì thôi quý vị, cùng sư phụ bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta gắng cố gắng thiền để hồi phục lại những lực lượng thương yêu, những lực lượng quá giải mà mọi người đời đời kiếp kiếp đã sao lãng nó bởi sự sân hận, si mê, bởi sự tham dục, bởi vì vật chất và
cuộc sống đầy xa hoa trong thế giới trần thế này làm cho quý vị mời đi với cuộc sống thiêng liêng cao thượng, mời đi với lực lượng thương yêu từ bi của Đức Phật và Thượng Đế. Cho nên tất cả loài người phải gánh chịu những nghiệp chướng này. Trong thời khắc thiêng liêng, trước sự thành tâm của hàng vạn, hàng triệu chúng sinh vô hình và hữu hình, Guru Rupa từ bi ban lời khai mạc khóa bế quan Brahmabuchirandi tại thiền đường Xiên Mại, Dương Quốc, Thái Lan. Ta Rupa đến thế gian này không có gì hơn và khuyên dạy loài người trên nhân gian, trong đó có quý vị. Quý vị diễm phúc, may mắn đã được đến đây. Quý vị diễm phúc và vô cùng may mắn được trực diện với đấng thiêng liêng của càn khôn vũ trụ để trả tất cả những gì quý vị đã gây ra để nhận được pháp tu một đời giải thoát. Còn sau lưng của quý vị là những chúng sinh còn mê đắm trong cõi u mê, đang quằn quại với nghiệp chướng. Họ không biết được cuộc sống thiêng liêng, họ không biết có con đường giải thoát, họ không tìm ra ánh sáng từ bi bên trong. Cho nên quý vị cùng với sư phụ tiếp tục và tiếp tục hành thiền trên cõi đời này. Quý vị là sứ giả của càn khôn vũ trụ, quý vị là sứ giả của Thượng Đế đến với loài người và mang thông điệp và sự yêu thương của quý vị để hóa giải đi những nghiệp chướng của trần gian, nghiệp chướng của con người và sự u mê của muôn loài chúng sanh. Diễm phúc cho quý vị đã và đang đi trên con đường giải thoát này cũng là một điều phúc lạc. Thôi thì khóa thiền được mở ra cũng là một lực lượng thiêng liêng, gọi là tình thương bất diệt này, để hồi sinh lại trong năm mới, giúp cho quý vị thăng hoa cao hơn, để tình thương yêu và lực lượng này để tẩy rửa tất cả những nghiệp chướng của muôn loài chúng sinh ẩn tàng trong thế giới tà bà này. Quý vị tiếp diễn và tiếp tục chúng ta bước tới con đường thánh thiện này, cầu khẩn đấng thiêng liêng của càn khôn vũ trụ một phước lành, ban một ăn điển cho loài người. Thôi thì khóa thiền được mở ra trong cuối năm 2017 thì tất cả thiền sinh có mặt nơi đây và những người xuất gia càng cố gắng giữ thân cầu ý thanh tịnh. Thiền định không hẳn mình phải ngồi một chỗ bó gói lại gọi là thiền, bất cứ đi đâu, đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Khi chúng ta đã có pháp tập trung mắt trí huệ mình, đó là thiền của quý vị. Gắng cố gắng thiền để hồi phục lại những lực lượng tối thượng ở bên trong, để chúng ta phải cùng với loài người đối mặt với sự nghiệt ngã của nhân gian, của trần thế này. Gắng cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa. Ngày hôm qua coi như đã chết, ngày hôm nay là một sức sống, là một sự sống, là một sự hồi sinh.
năm 17 vừa qua. Năm 17 là một năm tất cả sinh linh trên cõi đời này, năm 17 tất cả chúng sanh phải đối mặt với một thảm họa, nhất là đất nước Việt Nam phải đối mặt tất cả những sự nghiệt ngã trong nhân thế, tất cả những nghiệp chướng của muôn loài chúng sanh, tất cả những gì chúng sanh đã và đang gánh vác nó trong năm 17. Thì những gì ngày hôm qua đó là một quá khứ, những gì ngày hôm qua nó là đã chết. Thôi thì tất cả thiền sinh khắp nơi trên thế giới, chúng ta sẽ bước vào ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày sáng, ngày hôm nay là một ánh sáng huy hoàng của càn khôn vũ trụ, ngày hôm nay là một ngày thiêng liêng để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp, ngày hôm nay là ngày ấm áp, ngày hôm nay là ngày mới. Từ đây đem đến cho muôn loài chúng sinh sự bình an và phúc lạc. A Di Đà Phật. Guru Ruma ân cần giảng cho các thiền sinh những điều cần thiết khi bước vào khóa thiền thiêng liêng lần này. Om Ramabuchi Randi là khóa bế quan linh thiêng kết thúc một năm 2017 đầy khắc nghiệt, giúp các thiền sinh mở ra một năm 2018 thật tươi đẹp trong ân điển tình thương từ Guru Ruma tôn kính. Các thiền sinh hướng về Guru Ruma, chăm chú lắng nghe từng lời căn dặn của Ngài. Những lời nhắc nhở này chính là kim chỉ nam giúp các học trò gặt hái thật nhiều thành quả tâm linh trong khóa bế quan lần thứ 42 này. Sư phụ xin khai mở khóa thiền thất cho quý vị. Tất cả mọi người gắng cố gắng thiền và thiền. Gắng cố gắng giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Khi sư phụ xuất hiện, ta sẽ dùng công đức và lực lượng này để tiếp sức cho quý vị đã hồi phục lại những lực lượng thiêng liêng mà quý vị đã đánh mất nó muôn đời và đời đời kiếp kiếp. Sư phụ biết quý vị đã cố gắng hết sức, hết tâm để ngồi. Cho nên vì lòng thành, vì lòng thương, vì lòng khao khát của quý vị mà sư phụ sẽ làm những việc này cho quý vị trong khóa thiền thất này. Ok, rồi, A Di Đà Phật. Okay. Bắt đầu từ đây, cuộc sống sẽ tươi và sẽ đẹp. Ramabuchi Randi là khóa bế quan lần thứ 42 được Guru Ruma từ bi khai mở ở chúng nhân gian cho tất cả thiền sinh diệu âm và những ai khát khao tu hành một đời giải thoát khắp nơi trên thế giới. Khóa bế quan Giáng sinh Hoàng Kim 2017 sẽ mở ra chuỗi ngày ngập tràn niềm vui, bình an và phúc lạc cho các thiền sinh diệu âm hiện đang có mặt tại thiền đường Xiên Mài nói riêng, mang đến niềm an lạc cho tất cả chúng sanh trên trái đất này nói chung với hơi ấm tình thương và lực lượng giải thoát từ Guru Ruma.
hiện thế. Biên nước măng người trên thanh gia thanh xuân ngon tươi trẻ tươi trái đất người sinh trong âm thanh đang chờ chờ. Roma 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 là ánh sáng khai sáng muôn loài, là cây thanh gia linh thiêng cho chúng con nương tựa, là con thuyền bát nhã cho chúng con vượt qua dấu bể, ngôi đời bất diệt cái mơ chi huệ vô thượng vô biên. Giáng sinh năm nay chúng con từ khắp mọi miền thắp lên những ngọn nến thiêng liêng cao ta đứng đi lại Roma, cầu xin thương đế che chở cho Roma mãi mãi. Kính gửi Minh Sư Roma, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Công nghệ xin gửi tới Minh Sư Roma lời chào trân trọng nhất. Là những người làm khoa học và công nghệ, từ nhiều năm nay có cơ hội theo dõi tình hình thiên tai, bão lụt của đất nước cũng như các hoạt động của tăng đoàn trong các thiền đường tại Campuchia, Thái Lan, Lào. Chúng tôi hiểu rất rõ Minh Sư cùng với tăng đoàn của Ngài đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong việc giảm thiểu sức phá hoại của thiên tai đối với Việt Nam, đặc biệt trong năm 2017. Kính thưa Minh Sư, chúng tôi hiểu rằng những điều Ngài và tăng đoàn của Ngài làm trong việc xử lý và đối phó trực tiếp với thiên tai đã khiến cho thiên tai từ nặng trở nên nhẹ, từ nhẹ trở nên nhẹ hơn, là những điều nằm ngoài khả năng của khoa học và công nghệ hiện đại. Nếu như không có sự giúp đỡ của Ngài, chắc chắn sự thiệt hại và mất mát về người và của sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Mặc dù không sống trong vùng bị thiên tai, nhưng chúng tôi vô cùng cảm kích và tự đáy lòng mình, chúng tôi xin được thay mặt cho người dân Việt Nam gửi tới Ngài lòng biết ơn vô hạn của mình. Kính thưa Minh Sư, từ những dự báo của Minh Sư, chúng tôi được biết rằng vì nhân quả nghiệp chướng, trong năm 2018 đất nước sẽ còn bị thiên tai nặng nề hơn. Về phần mình, chúng tôi sẽ cố gắng kêu gọi mọi người biết yêu thương và hướng thiện nhiều hơn, biết tôn tạo và bảo vệ môi trường hiệu quả hơn. Nhưng chúng tôi tin rằng toàn bộ những sự cố gắng
đó là chưa đủ. Nếu không có công đức vô lượng và sự hỗ trợ của Minh Sư, vì vậy chúng tôi xin chân thành thỉnh cầu Ngài với tấm lòng từ bi bác ái của một vị Phật tại thế, lại là một người con của dân tộc Việt Nam, một dân tộc vốn đã phải chịu đựng quá nhiều khổ đau. Xin Ngài tiếp tục gia hộ cho đất nước trong năm 2018 và mãi mãi về sau, để cho dân tộc này, đất nước này bớt được thiên tai, khổ nạn, người dân có được một cuộc sống thanh bình và an lạc, quốc gia được sánh vai với các cường quốc năm châu. Một lần nữa, xin cảm ơn Minh Sư và kính chúc Ngài Phật thể an khang, mạnh khỏe. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2018, ký tên Giám đốc Tiến sĩ Nguyễn Minh Việt. Đài truyền hình Master Ruma xin hân hạnh giới thiệu với quý vị những ấn phẩm trong kho tàng chân lý vô thường của pháp môn Diệu Âm. DVD 193, DVD Vào bếp cùng Minh Sư, phần 12. Minh Sư Ruma hướng dẫn cách thức chế biến những món chay ngon và bổ dưỡng. Chào tất cả thiền sinh khắp nơi trên thế giới. Thì sư phụ chỉ cho quý vị hôm nay một món đặc biệt hơn, món nhân gian một chút xíu. Có thể tất cả thiền sinh khắp nơi có thể coi những cái clip này. Bây giờ mình sẽ cắt vuông vuông kiểu này với món đồ ăn của mình, nó rất là đẹp mắt đi. Rồi, bắt đầu sư phụ sẽ tắt lửa. Ta vẫn để cái đầu chiên của sư phụ ở trên chảo luôn cả dọc, cứ để đó. Bây giờ sư phụ sẽ làm những cái gia vị và nước sốt. Nó hơi cầu kỳ một chút xíu nghe không? Okay. Trước nhất là sư phụ sẽ cho nước tương. Quý vị có thể cho tùy theo quý vị ha, 3 muỗng canh đầy cũng được càng tốt. Rồi sau đó mình sẽ cho barbecue sốt chừng một muỗng canh nhỏ này đây, để cho đấy. Chao, quý vị cho chừng một cục chao, và quý vị sẽ lấy chừng một chút xíu nước của chao khoảng chừng một muỗng này. Sau đó sẽ cho dầu hào chai, mình cho khoảng chừng một muỗng canh bự này đây. Xong, đây là một bữa ăn vô cùng đẹp. Thấy không, quý vị ăn với cơm bữa ăn rất là ngon, thấy chưa? Wow, beautiful, I have a good night. Tất cả những loại nấm, quý vị thấy không? Quý vị dùng nấm này đó. Mới skill là quý vị sẽ dùng nấm này đây. Một ít nấm là mình cắt nó ra nhỏ nhỏ gì đây. Sau đó rồi, quý vị sẽ dùng một cái đầu mũi dao nhỏ nhỏ, quý vị sẽ làm cho nó có lỗ một chút nữa, mình sẽ gia vị nó ngon hơn. Nấm này thì mình cắt nó. Quý vị vớt cái nấm này ra, bỏ vô trong cái chảo. Quý vị chiên cái nấm này lên. Sau khi mình đã luộc xong rồi, quý vị thái gừng một ít thôi, vài lát gừng được rồi. Mình cho hành lên đây. Hấp dẫn chưa? Đây là cách thức mà mình có thể chế biến tất cả những món ăn của mình, và cái tình yêu thương của quý vị đến cuộc sống gia đình của mình. Đây là món ăn vô cùng ngon và hấp dẫn. DVD 194, DVD Vào bếp cùng Minh Sư, phần 13. Kho tàng gia chánh vô thượng, bí quyết chế biến những món ăn có hương vị tuyệt vời từ Minh Sư Ruma. Quý vị thấy không, bông cải nào gọi là một loại gọi là rau vô cùng đẹp mà đầy dinh dưỡng nhiều hơn, nhất là Đà Lạt chúng ta bông cải này rất là ngon, thấy chưa? Bây giờ sư phụ sẽ mình lấy cái bông cải này ra từng miếng trong đây ra. Cái này là một loại nước sốt mình ăn với salad rồi nghe, ở bên Thái nó có bán rất là nhiều. Mình cho khoảng chừng
2 muỗng cà phê đầy gì đây. Đó. Sau đó mình cho bơ. Cũng giống như vậy, quý vị cho 1 muỗng cà phê bơ. Đây quý vị cho da ua. Mình cho 1 hũ da ua này. Không cần phải cho nó đừng cho hũ bự quá, hũ da ua thường thường vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đánh nó ra. Bởi vì cái bông cải này lúc mình luộc nó lên rồi thì mình làm gì á, nó sẽ vỡ rất là nhanh nhé. Đây là một món mình cuối cùng mình sẽ dùng nó. Thấy chưa? Món này rất là thơm, ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Quý vị chỉ cho lên nó thôi. Đó. Cho xung quanh này nhé. Yeah. Đơn giản mà ngon, đầy đủ dinh dưỡng mà nhìn thấy vô cùng đẹp mắt. Với bữa ăn của mình đây. À, và hành củ. Hành củ quý vị đập hành nhỏ nhỏ thôi. Hành nhỏ đập sơ sơ ra thôi. Đập vừa vừa bể là được rồi. Gừng quý vị thái ra lát lát gì. Sau đó quý vị sắc nó ra từng khúc nhỏ. Tỏi, hành, gừng cho hết vô. Quý vị cho 1 củ khoai tây. Nhớ sắc sẵn hết nha. Hai tay mình sắc nó ra, vừa vừa được rồi. Đấy. Beautiful. Cho 1 khúc khoai môn. Nếu cái này mà quý vị chiên hết lên nó cũng càng ngon lắm. Mình sắc khúc khúc xong rồi mình chiên lên. Đây, một bữa ăn đầy màu sắc và đẹp đẽ, hiểu chưa?